Xin chào các bạn. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio hân hạnh giới thiệu đến các bạn, các anh em, em trong làng yêu ca nhạc một đôi loa bút sale tầm giá bình dân. Đó là đôi loa mang thương hiệu JBL TLX-16. Đôi loa TLX-16 là một đôi loa được sản xuất tại Đan Mạch và gồm có 3 quay. Bắt là, xin thưa các bạn, bắt này là bắt, màng bắt rất đẹp, màng bắt gợn sóng để tạo cái sự tản âm, và viền mốt và một chung 12 và một tép titan. Quý Nguyễn quên nói đường kính của bắt. Bắt này là bắt 20, đường kính 20. Và cặp loa được chế tác là màu đen và sản xuất tại Đan Mạch, có những thông số trên này. Loa thương hiệu USA, California USA, made in Đan Mạch. Là cái đôi loa JBL này thì tên nhà sản xuất họ dán ở phía trước, chứ chúng ta dễ nhìn thấy. Và đôi loa này có chiều cao là 56 cm, chiều rộng là 28 và chiều sâu là 30. Đôi loa còn đẹp từng góc cạnh. Các bạn có thể nhìn thấy phía bên thùng loa, phía bên hông của loa, và phía sau của loa nữa. Quý Nguyễn quay luôn phía sau của loa. Loa này là dạng loa hơi các bạn nha. Và nếu như các bạn chơi ở trong những cái phòng, cái loa này nói vậy chứ chơi bút xe, nhưng mà chơi cái phòng cỡ 30 m² là rất ok, vì tiếng bắt rất quy lực. Và cũ loa đặc biệt thì những đôi loa này là cũ loa Martin Branci. Và giờ các bạn quan sát loa bên này, bên này còn mình gắn e căng, gỡ e căng ra. E căng này là cũng e căng chim, e căng nhựa các bạn nha. Có nhiều đội người ta bị mất e căng thì người ta có thể làm lại bằng e căng gỗ, nhưng cái này thì e căng nhựa xịn, nhựa chim. Giới thiệu luôn các bạn biết rõ để tỏ tường. Và phía ngoại hình chiếc loa bên này cũng như vậy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy xem rất kỹ từ góc cạnh. Mình để zoom máy ra xa để các bạn có thể nhìn thấy. Và giá tiền đôi loa này cũng chỉ rất mềm 5 triệu đồng với một đôi loa mang thương hiệu JBL của Mỹ. Và cũ loa được sản xuất tại Pháp và Madin Đan Mạch. Và xin mời các bạn test một ca khúc để đánh giá được đôi loa này trước khi các bạn có thể là nghe cái tầm nhạc, chất âm nhạc có vừa với cái sở thích của đôi tai mình hay không. Xin mời các bạn. Mình đang đánh cho con Lukman, con Lukman 45A chữ ký, con Lukman dưới cùng đó các bạn đấy, chứ không phải đánh combo 9901. Đang đánh với Lukman.
rất y luật. TLX16. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi YouTube của Quý Nguyễn Sài Gòn Audio. Xin chào các bạn và hẹn lại những YouTube lần sau, những đôi loa khủng bố hơn.